Truy cập ngay Kabit Studio, trang bán áo chính thức của Bì Huỳnh, này đã mở bán những chiếc áo thun basic, form rộng thoải mái, mặc đi chơi hay nhà đều được, ra đường gây ấn tượng tốt cho mắt bạn trai lẫn bạn gái để không bị chửi là thằng quý bù. Link mua tới để ngay dưới phần mô tả, nhớ thêm voucher giảm giá vào nữa nha. Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau chapter vừa rồi, tuy vẫn để thánh chọc chấp bằng một tay, song Garou vẫn đạt được chứng chỉ bao cát siêu cấp đến từ Saitama nhà độ Lidon. Công nhận, tôi buộc phải dành lời khen cho Garou khi chỉ từ một con người có thể đánh ngang các anh hùng top dưới cấp S lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Mà tất nhiên, hành trình để đạt được thứ sức mạnh thần thánh đó cũng chẳng dễ dàng gì, trừ việc Garou liên tục bị thôn búp vào mồm. Thông qua từng trạng thái tiến hóa, ta có thể phần nào nhìn thấy sự thăng tiến cả về sức mạnh lẫn phong cách chiến đấu từ Garou đã dần được update bản vá theo thời gian. Hôm nay, mời anh em cùng mình đến với tất tần tật về các trạng thái mạnh mẽ nhất của Garou nhé. Đầu tiên là trạng thái bình thường, là một con người đã luôn mong muốn trở thành quái vật nhằm thỏa mãn niềm đam mê trẻ trâu từ bé. Garou sau khi trở thành học trò tay giỏi nhất từ võ đường Nành Bạc lại quyết định gia nhập FC Phản Thầy nhằm lấy lại aura tăng cường 200% công lực. Sau khi giã các đồng môn ra bã và bị bàng trục xuất, Garou bắt đầu lên đường càn quét toàn bộ siêu anh hùng cấp A tại buổi họp mặt của họ mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Chỉ đến thời điểm tanh top Master ra mặt mới khiến anh dần nghiêm túc hơn một tí. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi sau khi sử dụng nước chảy đá mòn, tanh top dễ dàng bị Garou đọc vị như một cuốn sách và bán hành vì anh hùng cấp S gần ra bã. Từ đây ta có thể thấy, ngay từ khi còn là nhân loại, Garou đã mặc nhiên có một chỗ trong hàng ngũ cấp S. Tuy nhiên càng về sau, anh càng có cảm giác đuối nước khi lần lượt thắng thảm chảy sắt và ăn hành toàn tập trước một thanh niên cosplay chó Husky mỗi tội cấp S. Bị trọng thương bởi chó canh phong, Garou dù tổn thương sâu sắc nhưng không dám nói. Đây cũng chính là bước ngoặt khiến hắn bắt đầu con đường giả thói photocopy võ thuật kẻ khác. Thứ mà sau này giúp Garou có cơ hội tham gia chương trình so găng cùng Thánh Chọc trên VTV3 vào 7 giờ tối mỗi ngày. Dù rơi vào tình trạng trọng thương như ăn phải một chục cú từ chối tình cảm vào mồm, anh vẫn dễ dàng đánh bại đám hero cấp A tiến hành truy sát bản thân, một đội hình đủ để xử lý các sự kiện thảm họa cấp Demon thông thường. Thậm chí, khi dính phải những mũi tên tẩm đá đủ để đưa một con voi lên nóc nhà ngắm gà khỏa thân, nó chỉ khiến Garou ngất ngây trong vài giây rồi hoàn toàn bừng tỉnh. Phải đến khi bộ ba Pom, Bang cùng với Xenos đồng thời có mặt, chuỗi ngày ăn đấm thay canh mới được tiếp diễn. Dưới sự hợp sức từ hai võ sư đỉnh cao nắm top đầu trong cấp S, việc duy nhất mà hắn làm được là dùng tất cả những gì mình biết để phòng thủ mà không thể chát sẹt FF. Điều đáng lưu ý ở đây là chính Garou đã bắt đầu sử dụng các thế võ ăn hành qua như cẩu quyền từ chó canh phong. Đồng thời, sự thay đổi này cũng chứng minh khả năng học tập thần tốc đến từ gã thợ săn anh hùng mà không phải sau khi nhận lấy năng lực của God mới có được. Việc biến thành Cosmic Garou chỉ như upgrade dàn PC cho hắn từ 1050 Ti lên 3060 Ti và có thể sao chép năng lực lẫn sức mạnh kẻ khác mà thôi. Tiếp theo, hình thái bán quỷ. Nhìn thấy tài năng Garou, Hiệp hội Quái vật ngay lập tức cưỡng chế mời chào hắn vào đội đa cấp của họ. Ngay khi vừa tiến hóa trở thành bán quỷ, Garou đã chống lại được khả năng tâm linh đến từ Kyoro trong lúc tên quái vật vẫn đang lải nhải với đạo lý khá bảnh. Tuy là không ngảo mà Canada Lazada như pha thánh sai bước thẳng vào thế giới duy tâm của Phượng Hoàng. Song, việc Garou có thể tự kháng cự được sức mạnh từ một con quái vật cấp độ Dragon như Kyoro vẫn là một trong những điều cực kỳ đáng kinh ngạc. Bởi chỉ mới phút trước, Garou còn đang ăn hành cực mạnh bởi cosplayer Doggo, thì lúc này hắn đã mang năng lực chống lại thảm họa yêu cầu nhiều anh hùng hạng S mới có thể xử lý. Nhờ Garou đẩy nhanh quá trình tiến hóa, Garou đã được trải nghiệm một vé tàu lượn siêu tốc dạo quanh quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần dưới sự huấn luyện từ quỷ vương Orochi. Dù chưa từng giao đấu với bất kỳ anh hùng nào, không tính trường hợp Fusion với waifu Saikosu anh em nhé. Nhưng rõ ràng phải cần rất nhiều anh hùng cấp S để muốn tiêu diệt Orochi ngoại trừ Tatsumaki. Thế nhưng khả năng hồi phục vô hạn từ Garou vẫn giúp hắn sống sót khi dính phải vô số đòn tấn công ngang ngửa thảm họa cấp Demon. Sau khi được bà mẹ ngục tù giải thoát, không quên tặng cho ân nhân mình liên hoàng đấm đến ngất xỉu. Mẹ, biết thế đéo cứu nữa cho rồi. Trận chiến chạm mặt với đen bóng chính là lúc mà Garou phá kén và vượt qua khỏi hình thái này, tiến hóa lên một tầm cao mới. Với anh da đen lực lượng 6 múi có cái kiếm to bự trong quân, cả đời anh đã bú đắp binh và cuồng kim đến mức từng nắm đấm từ hợp kim đen bóng cũng dễ dàng tiêu diệt được một con quái vật cấp Demon. Nhờ vậy ta biết được lúc này độ phòng thủ của Garou vẫn chưa đạt tới mức độ hoàn chỉnh khi khung xương hắn ngay lập tức vỡ vụn như nắm đấm từ hợp kim đen bóng.
Tuy nhiên, với khả năng hồi phục liên toại, Garou thành công dùng kẻ địch làm bao cát và dùng nó như một liều thuốc tăng tiến sức mạnh theo cấp số nhân, đến mức hợp kim đền bóng rơi vào trạng thái chấn thương tâm lý. Theo anh nhận định, lần kế tiếp mà hội siêu anh hùng gặp lại Garou cũng là lúc mà không ai cản hắn được. Đương nhiên là ngoại trừ tới phản diện chọc đầu với chiếc áo choàng đấm nhau cả buổi vẫn trắng như Omo nào đấy. Tiếp đến là trạng thái quái nhân sơ hình. Nhờ trận chiến với đèn bóng vừa rồi, Garou dưới sự hưng phấn quá liều nhưng không cô gái bên cạnh để giải tỏa giống thằng viết kịch bản hiện tại đã chuyển hóa lượng hưng phấn ấy thành sức mạnh và biến đổi hệt giống như Kamen Rider. Dù cho bị mất ý thức, nhưng bản năng võ thuật từ Garou vẫn cho phép hắn vượt qua cả bèn. Phải biết, gừng càng già càng cay, bang càng gay càng mạnh, bang càng hăng càng mạnh. Tuy đã đề cập nhiều hơn một cấp S để xử lý mức độ Ragen, nhưng hai trong số chúng là quốc trưởng xấu xí và Gum lại dễ dàng bị nanh bạc dùng võ học đánh bại. Vậy mà đứng trước Garou mất ý thức, bang lại tỏ ra có phần thua thiệt để rồi bị hắn đánh bại sau khi giao đấu hơn 300 hiệp. Trong trạng thái này, Garou trở nên tàn bạo không khác gì một con quái vật thuần túy. May mắn là Ben đã phát hiện kịp thời và dùng tất cả sức mạnh để giác ngộ Garou trước khi ông ngất đi. Nhờ lấy lại ý chí, kết hợp với tất cả môn võ mà hắn từng chứng kiến trước đây, mình tự tin Garou lúc này ngay cả Tatsumaki cũng không thể làm gì được. Bởi vì tiếp theo đó, hắn, Flash và tinh trùng Bạch Kim đã chơi Tourism mà Garou lại muốn cùng lúc cân đôi. Tốc độ từ cả ba thậm chí tạo ra một bầu trời toàn sao là sao mà mỗi khi tôi nhìn vào chỉ biết mặc niệm cho nhà đài nào dám tiếp nhận Season 3 của One Punch Man. Số lượng tia sáng còn dày đặc hơn chỉ còn mỗi tinh trùng Bạch Kim với Garou, là kẻ đã dễ dàng đánh bại cùng lúc vô số anh hùng cấp S khi họ còn chưa kịp nhận ra và xấu tốc độ vượt qua cả ánh sáng. Xong, tinh trùng Bạch Kim lại đại bại dưới tay Garou. Cùng chảy sắt, Garou đã thành công tiêu diệt Red Thiên Nhân, thảm họa mà tôi đánh giá là đạt đến cấp độ Top Dragon từng xuất hiện trong bộ manga này. Cũng nhờ đó mà diệt ma thần quyền pháp của hắn mới được khai sinh, để rồi người đầu tiên cho hắn test skill lại chính là Saitama, buộc Garou phải tiến hóa lên một hình thái hoàn toàn mới, và đó là combo liên hoàn tiến hóa, quái nhân hoàn chỉnh. Vì đây là quá trình tiến hóa liên tục trong lúc giao đấu với Saitama, nên tớ sẽ gộp các trạng thái này vào nói cùng một lúc nhé. Bởi vì thật ra, lúc này ngoài Blast cùng cái tên đang đứng trước mặt hắn thì cũng chẳng có ai có thể ngăn cản Garou được nữa. Tuy là không thể tổn thương được Saitama, song qua những dư chấn mà cả hai mang lại thì tớ cũng phần nào xác định giới hạn của Garou trong trạng thái trên. Ở dạng tiến hóa lần 1, việc mọc thêm cánh và cường hóa cơ bắp thân thể dường như gia tăng đáng kể cho Garou về mọi mặt. Nhờ đó, dư chấn từ đòn tấn công của Garou hiện tại đã dễ dàng san bằng một ngọn núi. Dù theo tớ đánh giá là vẫn chưa bằng một cú đấm nghiêm túc mà Saitama từng thể hiện lúc giao hữu với thằng đệ ở Xenos. Trong khi tiến hóa lần 2, 3 lại liên tiếp mang lại sự cải thiện rõ rệt hơn khi sức mạnh Garou đủ để gây nhiễu loạn không gian và từ trường trái đất. Thậm chí, dư lực tạo ra do cú đánh Plus Ultra của Garou còn tác động đến địa hình phía bên kia bán cầu trái đất. Thế nhưng, suy xét mọi thứ dựa trên thánh chọc thì đám trên chỉ làm nâng tầm sai vì nhân vật phản diện lúc này vẫn đang nương tay để thực hiện lời hứa với cậu bé Tario. Kết cục của Garou ở dạng hoàn chỉnh còn thảm hơn các trạng thái trước, bị thánh chọc siêu độ đến mức bay ra khỏi lớp vỏ quái vật. Trông nó có khác gì miếng bánh Oreo đâu. Và trạng thái cuối cùng đó là Cosmic Garou. May mắn là tính đến thời điểm hiện tại thì trạng thái này vẫn đang thể hiện những gì nó làm được khá tốt. Nhờ God ban phước, Garou giờ đây đã thấu hiểu gần như toàn bộ vũ trụ và sao chép năng lực từ bất kỳ ai. Không chỉ thế, việc thấu hiểu bản chất của tia gamma để thi triển nó cũng có thể giải thích bằng sức mạnh mà God ban cho. Tất nhiên thì đó là Garou nói, còn mõm hay không thì tôi cũng chịu. Mỗi cú đấm từ Garou lúc này ngang ngửa với sức phá hủy của một quả bom hạt nhân thứ thiệt. Chẳng những thế mà có thể Garou còn tỏa ra bức xạ vũ trụ khiến bất kỳ anh hùng nào đứng gần cũng phải lên cơn động kinh không sớm thì muộn. Bây giờ thì chúng ta không thể phủ nhận là với trạng thái trên, Garou đã đạt đến cấp độ hủy diệt hành tinh, chúa tể ép ghi lỏ. Và lần này thì ngay cả anh hùng top 1 như Blast cũng chẳng thể ngăn cản Garou khi năng lực di chuyển không gian của anh cũng bị hắn xào chép ngay lập tức mà còn dí lòn trải qua 7749 tập phim rèn luyện các kiểu con đà điểu nữa. Nhưng sai lầm của hắn chính là tự tin thái quá mà dẫn đến quá cố. Đối mặt với một Saitama nghiêm túc, bonus thêm chút phẫn nộ, thứ sức mạnh dễ dàng phá hủy hành tinh của Garou giờ đây lại bị Saitama đọc vị như đọc sách. Trước tình trạng này thì chỉ còn duy nhất một thứ mà hắn sao chép được, sức mạnh từ Saitama. Có thể ở chapter tiếp theo, chúng ta sẽ được biết cực hạn sao chép sức mạnh của Garou đến đâu khi hắn cứ cố chấp sao chép hoàn chỉnh thứ sức mạnh ảo ma còn hơn phim truyền hình Ấn Độ từ Thánh Sai.
và đó là tất tần tật các trạng thái biến hóa của Garo từ đầu bộ truyện đến giờ. Theo anh em thích trạng thái nào của Garo nhất thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!